Con chào cô chú. Con chào cô chú. Rồi, chuẩn bị lấy lại nha, ngồi yên nha. Nóng cẩn thận lại em đi. Nam cơm chiều mà cô chú ơi, bữa nay đi cho ăn sớm. Lần nào về còn đòi ăn chân. Nay làm cơm sớm cho ăn luôn. Để mẹ xin, để mẹ giới thiệu cho mà cô chú kìa hả. Bữa nay cơm của Na là gồm có cơm trắng với lại rong biển, thịt gà tiên đem đi hầm với lại nước tương soi dưa này kia, đậu là con da cừ. Wow, sao ngon không? Cô xin mời bà cô chú đi. Cái đó, cái đó con mang hả? À? Cái đó đang được á. Cái nào mang để vào đây. Cái nào hoa này để vào đây nha. Cái vị tiên làm là ngọt ngọt. À, ngọt ngọt mặn mặn. Con xin mời ông bà cô chú ăn cùng chứ. Hết rồi. Bà đang ngồi đây ăn nha. Nè. Dạ. Sao ngon không? Dạ. Xin mời bà cô chú. Xin mời. Bà cô chú ơi, cái con biển của Na đang ăn là hiện tại là bên Việt Nam tiên có nha. Một bịch 210.000 thôi. Có 30 bịch. À, một bịch bự có 30 bịch nhỏ. Một bịch nhỏ thì có 5 cái miếng. 5 cái miếng. Là một miếng thì xé ra được 3 cái cúc cơm như thế này nè. Thì xé ra 3 một miếng. Bà cô chú có mua ăn cùng với Na thì nhắn tin cho Tiên vào số Zalo nha. Tiên là 0907700419. Đây, cái miếng như thế này. Cái bịch như thế này chứ, cái này là bịch nhỏ nè. Mình xé ra, có cái chỗ cho mình xé chứ. Trên đây hoặc là dưới đây mình xé cũng được. Xé ra. Kẹt xuống một cái như vậy. Xé đây ra. Mình ăn cơm trắng không thì không có ngon. Nhưng mà vô cái này nữa là tẩm đủ gia vị ngon luôn. Nhưng mà cái này là dành cho người ăn mặn nha mà cô chú ơi. Có tôm, có sò điệp nè, rồi có các cá hồi bên trong. Xin mời. Để nữa thì kiếm cái mấy cái ăn chay có không? Nhà ăn mặn này. Giòn lắm, giòn. Ngon ha. Ngon ngon. Ngon chứ. Giòn. Đâu có ăn cái này thử cho bà cô chú xem, cho bà cô chú thấy ngon bà cô chú mua ủng hộ. Xin mời. Xin mời. Vô 1, 2, 3 vô này. 1, 2, 3 vô. Vô. À. Ừ. Mặt đi, mặt gì á, cái mặt gì? Vô. Dài mũi. Vô. Dài bữa Tiên mua Tiên gửi về thêm. Giờ bánh còn có mấy bịch à? Mặn mặn ngon. Vô cái nữa không? Mấy cuối cùng nè. Ủa mẹ ăn mà. Vô á, mẹ kêu vô với nè. 2, 3 vô. 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 Ngon ha. Con ăn cho mặt cô chú xem. Vô. Ăn quảng cáo cho mặt cô chú xem kìa. Mắc kỳ. Vô. Vô nè, hết trơn rồi nè, vô đi. Vô. Vô. Yeah. Rồi cho. À mời cô chú ơi, còn thêm cái dạng rắc cơm đó mời cô chú ơi. Rắc cơm thì Tiên ơi gửi về có cá hồi, cá ngừ. Rắc cơm Tiên gửi về có cá hồi, cá ngừ với lại là một cái là rau củ này chia chay. Cá hồi thì bán trơn rồi, cá ngừ thì không biết còn mấy bịch nữa. Mà rau củ chay thì hình như là cũng còn. Chị thấy này nè, rắc lên ăn ngon như lắm, ngon luôn. À xúc ra hả con? Ôi ơi. Này mày chỉnh lại cho, im lặng mày chỉnh lại. Từ từ để mày chỉnh lại được mà đừng có la mày sợ. Rồi đó. Con phải đi karaoke không? Nào. Nào mà ăn không thôi. Cái này để dành người ta làm cơm nấm này kia này. Chồng Tiên hay rắc để mi làm. Này. Cái này là cá hồi. Bịch 29 gram.
29 gram 40.000. 40.000 thôi mà cô chú ơi. Nhiều lắm. Này rất rất cái đít ăn cả tuần cả tháng. Này thì ăn bịch này lâu lắm. Rồi cô chú ơi. Con giới thiệu cho bà cô chú đi. Cho bà cô chú ăn cho ăn cơm ngon miệng. Ngon miệng. Cho ăn ngon miệng cho có sức khỏe. Coi clip của Na. Cảm ơn bà. Bữa nào đi, bữa nào mẹ ăn con mẹ quay. Con đi. Con cho. Để cho con hả? Ừ. Dạ. Dạ. Chỗ này người ta có để, thường là đầu của Nhật á là sẽ có cái chỗ cho mình xé. Chỗ đây nè, đây là chỗ, đây là chỗ. Xé. Và người ta cũng làm mấy cách xé là cho nó chéo ngoe thế này nè. Cái này không phải là mình xé sai đâu. Mục đích của cái việc xé gì á để mình dễ mở. Chứ hai cái mình nó bằng xét luôn á là mình rất là khó. Người ta làm người ta có ý cho mình hết trơn à. Mình cho mà cô chú nhìn nè. Nó cam cam là cá hồi á. À, cá hồi đông biển. Ủa, cá hồi này. Cái này không thì nó sẽ cứng. Nhưng mà mình để vào cơm nóng rồi xong nó thấm vào lại thì nó sẽ mềm. Cho mình xin miếng nha. Rồi nờ. Rồi nờ. Uống nước không con? Nước. Nước không? Ừ. Cá thơm, mặn mặn. Xanh xanh ở phía trên là rong biển không cô chứ? Do là chưa có trộn vô cơm nó còn giòn giòn, trộn vô ngon lắm. Ngon con. Ngon hả? Chắc là ăn được. Ăn lẽ. Không ăn hả? Ngon quá. Ê, không ăn này hoài không biết chơi.
ê ê nè nè. Rồi. Ha. Ê. Đâu làm cái mặt mắc cười vậy? Thôi mẹ không thích vậy. Chưa ăn mà dở nữa chưa? Yeah. Không, ăn này ngoài lại con nguy hiểm đó. Ăn này ngoài lại nha. Chào tâm. Đi đâu rồi? Ồ, giỏi ta. Thôi bây giờ mày kết thúc video được chưa? Ăn cái miệng dính cái mặt dính đó nè. Xích lên phía trên tí xíu. Xích qua bên này tí xíu. Này này, xích ra bên này tí xíu. Đấy, đúng rồi đó. Nè. Nè, đâu nè làm gì rồi? Nè. Tắm. Nè làm gì nè? Nè làm gửi cho bà cô chú làm gì nè? Đúng rồi. Đờ dơ. Xin mời. Xin mời. Không gì nè. Hai cái ngón này nó cụp xuống. Đúng, đúng, chính xác, chính xác. Cụp xuống. Rồi thọc âm ra đây. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chết tim. Đúng rồi. Nè, gì nè. Gì đúng không? Kéo gì đúng không? Rồi xong cái này cụp xuống. Nè, gì nè. Nhìn nè. Nè nè. Rồi xong cái này cụp xuống.
này, chỗ này nằm cái này cụp xuống, bốn ngón tay cụp xuống, ừ là thành vậy. Ừ đúng rồi, vậy nè. Ok. Rồi thôi mẹ kết thúc video nha. Con bye bye, mời cô chú đi. Mẹ kết thúc video. Muỗng đâu, ăn muỗng ngon hơn. Con bye bye, mời cô chú, mẹ kết thúc video. Nhanh. Bây giờ cô chú. Bye bye, mẹ kết thúc. Con bye bye, mời cô chú. Thì kết thúc video ngày hôm nay rồi, mời cô chú ơi. Bye bye. Bye bye, cô chú tạm tạm. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Dạ vậy. Đăng ký kênh. Đăng ký kênh. Ủng hộ con nhé. Xin chào cô chú. Bye bye.